Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị nên, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đăng đinh trên cây thánh giá, chết và tang xa, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ năm, hôm nay con hãy đem đến cho cha linh hồn những người lát giáo và ly giáo, rồi dìm họ trong đại dương thương xót của cha, trong cuộc khổ nan cay đắng. Xin họ đã xé nát thân mình và trái tim cha, tức là giáo hội. Khi nào họ quay về hợp nhất với giáo hội, các thương tích của cha mới được chữa lành, và như vậy làm dịu bớt cuộc khổ nạn của cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót là chính sự toàn thiện, Chúa không cướp từ những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin hãy đón nhận vào nơi nương ẩn trong trái tim từ ai Chúa linh hồn các người lạc giáo và đi giao, và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là trái tim vô cùng lân tuất của Chúa. Nhưng xin liệu cho họ cũng được tan dương lòng quảng đại cho thương của Chúa. Ta những người đã che chiếc áo toàn vẹn của Chúa, tôi nguồn cho thương từ thân tâm cũng chào tuôn cho họ. Lạy Chúa, quyền toàn năng thương xót vô biên, sẽ đưa họ ra khỏi lỗi lầm. Lạy cha hằng ở âu, xin đoài thương nhìn đến linh hồn những anh chị em lạc giáo và ly giáo, những người đã phung phí các ơn lành và làm dụng các ân sủng của cha chân sự cố chấp lầm lạc. Xin cha đừng xem sao các lầm lỗi của họ, nhưng hãy nhìn đến tình yêu thân tử của cha và của khổ nạn cay đắng, mà vì họ người đã gánh chịu, bởi vì họ cũng được áp phụ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Xin cha cho họ quay về để cùng được tôn vinh lòng thương xót cao cả của cha đến muôn đời. Amen.
Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mọi châu báu cực thanh của con cha là Chúa Giêsu Kitô. Để với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen.